Xin chào quý vị và các bạn. Trong sáng nay, thời tiết tại Bắc Bộ vẫn nhiều mây và có sương mù trên diện rộng. Mức độ dày đặc tập trung ở vùng ven biển và đồi núi phía Bắc. Đến trưa chiều nay, sương mù giảm dần nhưng trời còn nhiều mây, nên nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 cho đến 21 độ. Riêng Tây Bắc Bộ có nơi trên 22 độ. Với thủ đô Hà Nội, trời cũng duy trì trạng thái âm u nên nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay chỉ quanh mức 21 độ. Còn về tối giảm về mức 18 cho đến 19 độ, trời rét. Quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe và thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với miền Trung, mưa giảm nhưng tình trạng mây nhiều thì vẫn duy trì gần như suốt cả ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Nam. Nhiệt độ vì thế duy trì ổn định, tăng dần từ Bắc vào Nam. Trời lạnh ở các tỉnh phía Bắc và mát mẻ ở các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận khi nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức từ 29 cho đến 30 độ. Thành phố biển Đà Nẵng ở khu vực Trung Trung Bộ nên trời còn nhiều mây, nhưng mưa ít có khả năng xảy ra. Nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể đạt mức 24 cho đến 25 độ, sau về tối giảm về mức quanh 21 độ, trời lạnh. Càng dịch chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng của không khí lạnh càng yếu dần. Đến Nam Bộ và Tây Nguyên, ảnh hưởng của không khí lạnh gần như không còn đáng kể. Trong trưa chiều nay, trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên từ 26 cho đến 29 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 30 cho đến 33 độ. Đây cũng là nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiết trời hơi oi bức, phải đến tối và đêm, thời tiết mới dịu mát khi nhiệt độ giảm về quanh mức 26 độ. Tiết trời khô ráo thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, quý vị cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi lưu thông ngoài trời. Trong đêm nay, ngày mai, không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên ở cả khu vực phía Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, cường độ gió Đông Bắc chỉ ở mức trung bình. Sau đó, đến ngày 2 tháng 2, có khả năng không khí lạnh được tăng cường với cường độ không mạnh, nên trên khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và phần phía Tây của huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên mức cấp 6 và giật trên cấp 6, gây biển động trở lại và ảnh hưởng phần nào đến sự lưu thông của tàu thuyền, cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Còn trong 24 giờ tới, thời tiết và tình trạng biển ở các vùng biển ven bờ đều duy trì ổn định. Như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió có hướng đông đến đông nam và cường độ rất yếu ở mức cấp 3 cho đến cấp 4, biển êm. Chỉ lưu ý là tình trạng sương mù xuất hiện vào sáng sớm làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù, gây khó khăn cho sự lưu thông của tàu thuyền. Dọc theo vùng biển khu vực Biển Trung, trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng đông bắc đến đông và hoạt động chủ yếu ở mức cấp 3 cho đến cấp 4 cho phần phía bắc của khu vực Quảng Ngãi, còn phần phía nam trở vào đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn, cường độ gió đông bắc khoảng cấp 4 cho đến cấp 5. Tình trạng và thời tiết còn thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của bà con. Với khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, cũng như tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, kéo dài đến khoảng sáng ngày 2 tháng 2, gió đông bắc tại đây có cường độ phổ biến khoảng cấp 5. Tuy nhiên, từ trưa chiều ngày 2 tháng 2, gió sẽ mạnh dần lên mức cấp 6, biển động trở lại. Tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc và ngược lại vẫn luôn là nơi có tình trạng biển tốt hơn cả vào mùa này. Tại đây, trong đêm nay, ngày mai, cũng như vài ngày tiếp theo, sóng gió êm ả, trời có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân trong những ngày cận Tết.